một cái vấn đề á, mà không có ai nói cho anh biết hết trơn á, mà nó khiến cho anh nó làm cái video này hôm nay đó. Nhưng anh thấy đó, tại vì á, có mà anh gọi anh thấy đó, thì nó nói anh ấy, nó cũng có mà anh hỏi nó làm gì, tại nó là học sinh mới của anh. Bởi tụi em đừng có hỏi nó dụ nó làm lời trong cái vấn đề tiền mã quá là không, tại vì nó mới đăng ký chưa được một tuần nữa đâu, thì đó là tụi em không có quyền đó, là nó không có sự công bằng cho em hỏi á, là nó làm lợi hay không, tại vì mình chưa qua cái chu kỳ. Ok, thì có tụi em muốn hỏi không thì chờ tới xong cái chu kỳ châu sau đó, thì có gì đó mình đem thấy lại xong cái em hỏi tụi nó. Ok, còn bây giờ tụi em không cần hỏi rằng là nó làm lời hay không, tại vì anh có thể nói rằng là nó không làm lời. Ok, thì tại vì mình chưa vô, nó mới đăng ký học xong nó mới vô mùa đó, làm sao nó làm lại được. Ok, thì anh sẽ chia sẻ thêm hồi nãy cũng mà anh nói chuyện với anh thấy đó, thì cũng mà anh hỏi nó đang làm nghề nghiệp gì đó, thì là nó nói là nó đang làm mà công nhân, thì nó cũng hơi mà gì đó, anh nói anh sao đi, nó cũng hơi mà ngại á, là nó làm công nhân á. Ok, thì á nó mới khiến cho nó làm cái video này. Ok, làm cái livestream này, tại sao? Tại vì á là anh muốn á tụi em biết rằng á là dù cái hoàn cảnh nó làm sao đi, dù cái hoàn cảnh trong cuộc đời mình nó làm sao đi, mình sinh ra trong cái khu nghèo, mình sinh ra trong cái hoàn cảnh nghèo mạt, mình sinh ra trong cái hoàn cảnh á mà cái ổ chuột, mình sinh ra trong cái nhà trọ, phải không? Như hồi đó anh sinh ra đó, má của anh đó, bà nói rằng đó là bà sinh ra trong cái chuồng heo. Ok, tại vì lúc đó nó giải phóng hay là sao đó anh không biết nữa, mà má của anh đó, bà nói rằng đó, nhà cửa không có nữa, mà xong phải ở mà gì đó, ở mượn của những nhà của người khác ở đó, và xong cũng mà má của anh mang thai cho anh đó, thì đó là bà phải mà sinh ra trong cái mà chuồng heo. Ok, xong thằng em của anh đó, nó cũng sinh ra trong cái chuồng heo luôn. Ok, thì đó là cái đó là nó không có quan trọng, nó không quan trọng rằng là tại sao á mà gia đình của anh á, anh sinh ra trong cái chuồng heo, nó không có quan trọng á là anh ở trong cái trại tị nạn. Ok, nó không quan trọng á là anh vượt biên qua bên Mỹ đó, xong anh ở trong khu Mỹ Đen. Nó không có quan trọng á là cấp 3 của anh đó anh học không xong, nó không có quan trọng rằng á là trong trường đại học á anh học không được, xong rồi nó không quan trọng á là anh vô tù hết gần 14 năm. Hết trơn mấy vấn đề đó là cái lịch sử của anh hết trơn. Ok, cái đó là cái ngày xưa. Ok, thì một cái quyền lợi á của người đàn ông á so với người phụ nữ á, một cái quyền lợi mình á, tôi phải biết cái này để nó rất là quan trọng, tại vì á tụi em mà không hiểu cái này đó thì nó sẽ làm cho tụi em rất là đau khổ, tại vì á là tụi em sẽ quan tâm cái chuyện đó mà nó không thành vấn đề. Ok, tụi em phải biết rằng đó là lúc mà mình làm người đàn ông mạnh mẽ đó, ok, một cái quyền lợi mình có đó không, là cái xã hội đó nó không quan tâm cái lịch sử mình. Tụi em lắng nghe cho kỹ đi nha, cái xã hội đó nó không có quan tâm cái lịch sử của mình. Ok, thì đó là cái ý nói làm sao, ý nói làm sao, cái ý nghĩa đó là làm sao của mà nói rằng là cái gì đó, cái xã hội á nó không có quan tâm cái lịch sử của mình, cái ý nghĩa đó là làm sao. Tụi em nghĩ là tụi em ghi vô trong cái bình luận đó, là tụi em cũng mà anh nói gì đó tụi em hiểu nó làm sao. Okay, tụi em ghi vô cái bình luận đó là cái ý nghĩa của cố mà anh nói rằng đó là xã hội đó, nó không có quan tâm cái lịch sử của mình, cố mình làm người đàn ông á, cái xã hội đó, nó không có quan tâm. Thì cố mà anh nói gì đó thì em thấy nó, cái ý nghĩa nó làm sao. Cũng mà anh nghe, tụi em nghe nói cái lời nói đó. Ok, ok, tụi em nghĩ sao? Thằng ông TV nó nói quá khứ của mình đó, thì anh không biết cái đó là gì, nó đang nói gì nữa. Ok, ok, tụi em dùng cái chữ đó. Anh Tài ơi, em có thể thoát ra rồi đi vô lại được không anh Tài? Được, em nghe anh không? Em nghe anh liền bây giờ không?
Bên bia em nghe không? Tại anh nghe được rồi đó. Em hỏi mày không nhìn video. Ok. Thì á là để coi, bởi mình chưa làm được gì nên không ai chú ý. Xã hội đánh giá qua kết quả của mình. Ok. Đúng rồi. Quan trọng là hiện tại mình đang hướng đến đâu. Đúng rồi. Thái Hoàng nó nói xong thằng Nam nó Việt Nam nó cũng nói chàng gì luôn. Ok. Thì đó là cái ý anh nói đó Bồ. Cái ý anh nói á là cái ý anh nói á từ đến thôi. Ok. Cái ý anh nói đó là cái ngày xưa mình đó, người đàn ông đó, một cái quyền lợi mình làm cái người đàn ông đó, nó có nhiều cái vất vả, nó có nhiều cái khó khăn, nó có nhiều cái đau khổ. Ok, chứ không phải là không có. Okay. Nó có nhiều cái lắm. Mà một cái quyền lợi mình có so với người phụ nữ, đúng không? Thì đó là cái ngày xưa của mình đó, cái xã hội đó, nó không quan tâm một chút nào hết trơn. Nó không quan tâm. Ok, nó không quan tâm chút nào hết trơn. Tụi em hỏi rồi á, là cố mà em suy nghĩ đây, cố mà anh nói ra để anh chứng minh cho tụi em á, là cái lý do tại sao á, là cái đó nó không có quan trọng. Ok, để anh chứng minh cho em á, cái lý do tại sao á mình biết rằng á, là cái đó nó không quan trọng, cái ngày xưa của mình nó không quan trọng. Ok, tại vì á là anh đã chứng minh với tụi em á, là anh người vượt biên qua bên Mỹ, anh ở trong khu Mỹ Đen, cấp 3 anh học không xong, anh không có bằng cấp đại học gì hết. Và xong trở lại đó, anh vô tù hết gần 14 năm nữa. Ok. Và xong sau đó anh vô tù xong rồi đó, anh ra đó, nó tốn anh hết 11 năm để lập lại cuộc đời của anh. Và xong ngày hôm nay đó, tụi em nghe, tụi em chịu nghe anh đó, cái chia sẻ cái kinh nghiệm của anh đó, với cái sai lầm của anh đó. Và xong tụi em học hỏi theo đó, thì đó, nó là rõ ràng chứng minh rồi. Mà lỡ như tụi em mà lỡ mà cái đứa nào nó mới xong nó không nghe nữa, nó không có biết anh lại đó, phải không? Xong rồi nó chưa biết anh lại đó, thì đó là mình có thể nói rằng á là cái ngày á trong tụi em nhìn cái số tiền hay cái số lượng học sinh đó mà nó vô nó đăng ký cái khóa học mà công thức đầu tư tiền mã hóa của anh đó, tổng cộng hết trơn đó là nó gần 10 tỷ rồi trong cái thời điểm đó, không mà chưa được á là một năm nữa. Thì á, là mấy đứa học sinh của anh đó, nó đăng ký á, học hết của anh đó, gần hết 10 tỷ rồi. Thì á, là tụi em phải hỏi á, không? Cái câu hỏi á, không? Mà phải ngày xưa đi, nó ảnh hưởng anh đó. Thì á, lý do... Nghe rồi, nghe rồi. Em nghe được chưa? Nghe được chưa? Ok. Thì á, là em để nghe, đừng có đụng tới gì nữa hết trơn á. Ok, xong lỡ mà em anh còn mute em đó, anh sẽ tự mute em. Ok. No, em đừng có miếng gì cho để anh miếng chưa, hôm nay nó hư nữa mất công lắm. Ok. Thì á là nó không có quan tâm đó là ngày xưa nó làm sao. Ok, nó quan tâm đó là cái ngày hôm nay nè. Ok, là mình là ai, cái địa vị của mình, cái vị trí của mình ở ngày hôm nay đó, nó mới là quan trọng, đúng không? Bởi vì hồi nãy á, cố mà anh gọi thằng thấy nè, sao anh nói chuyện với nó đó, thì cố mà anh hỏi nó làm nghề gì đó, xong nó nói nó làm mà công nhân á, thì anh thấy nó cũng hơi ngại. Ok, em thấy sao, em mở cái mic lên coi, xong rồi em chia sẻ. Hồi nãy cố mà anh hỏi em á là em làm nghề nghiệp gì đó, thì em thấy sao? Dạ, có một chút gì đó hơi ngại phải không? Ok, dạ. Thì đó là cái ngại của em á, cái ngại của em á nó khiến cho nó làm ra cái video này. Ok, làm ra cái video này làm sao? Ok, làm ra cái video này đó là để cho là mình thấy đó. Ok, để cho bà con thấy đó là mình không có đó quan tâm về cái chuyện đó. Xã hội nó không quan tâm. Như em làm lao động bữa nay đi, mà 5 năm sau đó em đang chạy xe mạc đó, không có cái thằng nào đó nó nhớ lại đó là bữa nay đó em đang đó là làm tay chân hết chưa. Em hiểu không? Cái đó là một cái quyền lợi của cái người đàn ông mình phải biết cái vấn đề đó. Tại vì ngày xưa đó
có ai á, em hỏi là có ai á, tụi em có hỏi, có khi nào hỏi anh nữa là hồi xưa đó trong cấp 1 đó anh đi hái dâu, hái trái cây với hái rau cải rồi có hỏi không? Có ai nói không? Không anh. Không, không có người nào nói chứ á. Ok. Vậy xong rồi đó, mình trở lại đó. Ok, mình trở lại đó. Có người nào nói rằng đó là anh Tài hồi đó đó, anh Tài mình không có tin anh tưởng anh Tài được, tại vì hồi xưa đó trong cấp 2 đó anh Tài á mỗi tuần đó mai á 500 tới 2000 cái mà miếng quần áo. Có ai nói gì không? Không ai. Ok. Rồi xong có ai hỏi anh đó là anh Tài hồi xưa mà cấp 3 anh Tài đó, anh Tài á mình không có đánh giá trị cao anh Tài, tại hồi xưa đó trong cấp 3 đó anh Tài phải đi á làm thợ máy đó, làm thợ tiện đó, sửa tàu ghe đi biển rồi đó. Có ai nói gì không? Không có. Không có.